Chuyện tranh liên hoàn họa. Tây Du Ký. Tập 20. Tôn ngộ không đại náo thông thiên hà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện ở kênh Chuyện tranh xưa. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Bốn thầy trò rời xa trì quốc, ngày đi đêm nghỉ, khát uống, đói ăn, thấm thoát xuân hết hè tàn. Tiết thu đã đến, một hôm, trời đã sẩm tối. Đường tăng rừng cương ngựa, hỏi, đồ đệ ơi, đêm nay ngủ cho ở đâu nhỉ? Hành giả nói, nhân lúc trăng sáng đi thêm một đoạn nữa, gặp chỗ nào có nhà dân thì nghỉ. Mấy thầy trò chẳng biết làm thế nào, đành nghe theo hành giả tiếp tục tiến bước. Đi được một lát, bỗng nghe thấy tiếng sóng ầm ầm, thì ra là có một con sông lớn chắn đường. Đường tăng vội hỏi có thể qua được không? Chư bát giới tìm một viên đá ném xuống nước. Chỉ nghe thấy tiếng ùng ục tăm cá nổi lên, hòn đá chìm xuống đáy nước. Bát giới thử xong, mới biết sông sâu không thể qua được. Đường tăng nói, con mới thử nông sâu, nhưng chưa biết nó rộng hẹp ra sao, hành giả nói để con xem xem đoạn nhảy vào một cái lên không trung đăm đăm quan sát chỉ thấy nước mênh mông xa tít chân trời bọt trắng xóa nhìn không thấy bờ đại thánh vội thu mây hạ xuống bờ sông nói sư phụ ơi rộng lắm không qua được cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn ban ngày nhìn xa được nghìn dặm ban đêm cũng nhìn được xa khoảng dăm trăm dặm thế mà hôm nay con chẳng nhìn thấy bờ vậy không biết rộng đến chừng nào tam tạng cả sợ chẳng nói nên lời Hành giả thấy bên bờ thấp thoáng hình như có bóng người, vác thiết bảng chạy đến xem, thì ra là một tấm bia đá. Trên tấm bia có ba chữ lớn, sông Thông Thiên. Bên dưới có mười chữ nhỏ, rộng quá tám trăm dặm, từ xưa ít người qua. Hành giả gọi, sư phụ ơi, lại đây mà xem. Tam tạng xem xong, nước mắt lã trã, nói, đồ đệ ơi, năm xưa ta từ biệt Tràng An, cứ tưởng đường sang phương Tây dễ dàng. Có ngờ đâu lắm yêu ma cách trở, nhiều sông núi ngăn đường thế này. Bát giới nói, sư phụ ơi, nghe mà xem, có tiếng trống chiêng ở đâu đây? Chúng ta tạm đến xin cơm ăn, hỏi bến tỉnh đò, rồi ngày mai qua sông. Tam tạng lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng chiêng trống. Bè nói, hình như là nhà chùa làm lễ. Chúng ta đến đó thôi. Hành giả đi trước dắt ngựa, nhằm chỗ có tiếng nhạc đi tới. Dưới ánh trăng, mọi người lặng lẽ đi một đoạn thì thấy một xóm nhà dân chừng độ 4-500 nóc nhà. Xem ra cũng có vẻ phong quang, Tam tặng súng ngựa, nhìn thấy một ngôi nhà ngay đầu đường, trong nhà đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút, bèn nói, ngộ không ơi, để ta đến cổng nhà chủ hỏi đã. Nếu họ bằng lòng cho trọ, ta sẽ gọi các con. Nếu họ không ưng, cũng đừng dở trò hung bạo. Các con mặt mũi xấu xí, người ta dễ sợ, thành ra rắc rối, chẳng có chỗ mà trọ đâu. Tam tạng vuốt lại tà áo, chống ngậy tích trượng, bước vào cổng ngôi nhà thấy cánh cửa mở hé, nhưng không dám tự tiện đi vào. Được một lát thấy một cụ già từ trong bước ra, cổ đeo tràng hạt miệng niệm a di đà phật cụ già ra đóng cổng tam tạng vội vàng chắp tay cúi chào nói mình ở đại đường bên đông thổ đi tây thiên lấy kinh xin ngủ nhờ một đêm ông lão nghe xong vội nói xin mời ba người nghe thấy tiếng xin mời bèn dắt ngựa gánh hành lý bất kể hay dở ùa cả vào như một trận gió cụ già nhìn thấy sợ quá ngã lăn ra đất miệng lắp bắp yêu quái đến yêu quái đến tam tạng đỡ cụ già dậy nói, cụ đừng sợ, không phải yêu quái đâu, đồ đệ của tôi đấy. Cụ già run rẩy nói, sư phụ trông đẹp như vậy, mà sao đồ đệ lại xấu thế kia? Tam tạng nói, tuy xấu người nhưng lại có tài hàng long phục hổ, bắt quái chấp yêu. Cụ già nửa tin nửa ngờ, đỡ đường tăng thong thả đi vào. Trong nhà lúc ấy đang có mấy vị hòa thượng đang ngồi tụng kinh. Bát dưới dầu cái mõm ra hỏi lớn, các ngài niệm kinh gì đấy? Mấy hòa thượng nghe tiếng hỏi, vội vàng ngừng đầu nhìn ra, hoảng hốt giật mình sợ hãi, ba anh em thấy mấy hòa thượng ngã lăn ngã lộn, vỗ tay cười ầm cả lên, làm cho mấy nhà sư càng sợ hãi, chạm chán đụng đầu, bỏ chạy thục mạng chẳng còn một ai cả. Tam tạng dìu cụ già bước vào trong nhà, thấy đèn nến tắt tối om, ba người vẫn đang cười ngặt nghẽo, bèn mắng ba người một trận. Sư phụ mắng xong, ba anh em im thiên thít chẳng ai dám nói gì. Lúc ấy cụ già mới tin đó là đồ đệ của nhà sư thật. Hành giả châm lại đèn nến, kéo một chiếc ghế, mời đường tăng ngồi. Mấy anh em ngồi ở hai bên, ông cụ mời người anh cùng ra chào hỏi và trò chuyện đường tăng biết hai ông chủ nhà là người họ trần anh là trần thanh em là trần trừng chào xong cụ già cũng ngồi đối diện và gọi người nhà sửa soạn cơm chay mời thầy trò đường tăng chẳng mấy chốc người nhà đã bày ra cơm chay đường tăng nhiệm quyền khởi trai kinh còn chưa xong bát giới đã ăn hết năm sáu bát cơm bốn người bưng cơm đưa canh vẫn còn chậm bát giới luôn mùng nói đem cơm ra đem cơm ra ăn cơm xong Đường Tăng hỏi hai ông cụ, "Vừa rồi trong quý phủ làm chay về việc gì thế?" Trần Thanh liền thở dài nói, "Đó là lập đàn chay trước khi mất." Bát Giới đứng cạnh cười nói, "Làm gì có đàn chay trước khi mất? Chẳng lẽ các ngài biết trước trong nhà có người sắp chết ư, nghe đùa thế." Nhưng hai ông cụ lại càng tỏ vẻ buồn bã hơn nữa. Trần Thanh nói, "9 năm trước, có một hôm trên sông nổi lên một trận cuồng phong, trời đất tối sầm, nước dâng lên khỏi bờ, gió cuốn đổ mất mấy chục nóc nhà." từ trong cơn lốc hiện ra một con yêu quái tự xưng là linh cảm đại vương, đòi người trong làng phải dựng miếu thờ nó, mỗi năm dâng cho nó một cặp bé trai gái, nếu không nó sẽ giáng tai họa cho làng. Yêu quái nói xong thì chẳng thấy đâu nữa, gió táp cũng tắt ngay. Dân làng sợ quá, đành quyên góp tiền bạc, dựng một tòa miếu thờ ở bên sông Thông Thiên. Mọi người lo kê tên tuổi con trẻ trong làng rồi rút thăm, nhà nào chúng phải đem con mình cùng với lễ vật khiêng vào miếu. Trong 8 năm qua, con yêu quái ấy đã ăn mất 8 cặp bé trai bé gái. Trần Trừng chỉ có một đứa con gái lên 8. Trần Thanh có độc một con trai lên 7, năm nay bị rút phải thăm. Hai ông cụ tuy đau khổ lắm nhưng không thể không dâng con, đành lập đạo chàng cầu siêu cho hai đứa bé. Nói đến đó, Trần Thanh khóc lóc thảm thiết. Đường Tăng mềm lòng cũng rất nước mắt. Ngộ không nói, thì ra là như thế, chẳng trách gọi là đàn chay trước khi mất. Thôi được, ông đi bế cậu bé ra đây, tôi sẽ có cách trần thanh liền đưa quan bảo ra sảnh đường cậu bé chưa rõ chuyện gì thấy người là cũng chẳng sợ hãi hành giả niệm thần chú lắc mình một cái biến thành một đứa trẻ giống hệt quan bảo hai đứa trẻ dắt tay nhau nhảy múa trước ánh đèn trần thanh sợ hãi vội nói xin mau mau xuất hiện bản tướng kẻo làm già này tổn thọ ngộ không xoa mặt một cái xuất hiện bản tướng hỏi với trần thanh tôi có giống cậu bé không trần thanh luôn miệng nói giống 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 hệt Ngộ không nói, bây giờ tôi tình nguyện đi lên miếu thay cho con ông, ông khỏi phải lo buồn nữa. Tôi đủ sức đối phó với con yêu quái. Trần Thanh quỳ xuống, dập đầu nói, ngài quả có lòng từ bi hỷ xả. Tôi xin biếu ngài họ đường đây một nghìn lạng bạc trắng để làm tiền đi đường sang phương Tây. Hành giả nói, thế không tạ ơn lão tôn à. Cụ giả nói, ngài đi tế thay sẽ bị đại vương ăn thịt thì làm gì còn nữa. Trần Thanh chỉ còn biết dập đầu tạ ơn, và sai biếu thêm 500 lạng bạc nữa. Riêng Trần Trừng vẫn không cúi đầu, không cảm tạ, cứ ngồi dựa vào chiếc bình phong khóc thảm thiết. Hành giả biết rõ tâm sự của ông bèn bước tới đỡ dậy nói, ông hãy thiết đãi ông sư mõm dài một bữa thật ngon. Ông ta có thể cứu được con gái ông. Bát giới nghe ngộ không nói vậy, giật mình kinh hãi, vội vã khước từ. Thôi đi, anh đừng có kéo tôi vào nhà. Tôi làm gì biết biến hóa. Ngộ không nói, chú có 36 phép biến hóa, sao lại bảo là không biết. Đường tăng nói, ngộ năng, sư huynh ngươi nói đúng đó. Người ta thường nói, cứ một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, con biến hóa một phen đi. Bát giới nói, anh xem sư phụ nói đấy, nhưng tôi chỉ biết biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra voi ghẻ, ra châu bò, ra thằng bụng vệ còn khả dĩ, chứ biến thành đứa bé gái thì khó lắm đấy. Trần Trừng vội đi bế con gái lại nói, đây là con gái tôi, tên là Nhất Xứng Kim, xin ngài mở lòng từ bi cứu lấy tính mạng nó. Ngộ không dục bát giới mau biến hình, bát giới miếu máu nói. Anh ơi, đứa bé này đẹp đẽ như thế, tôi làm sao biến giống nó được? Ngộ không thấy y lần trần, bèn quát, "Biến mau, đừng đợi đánh đòn." Bát Giới thấy Ngộ Không toan đánh, vội vàng nói, "Để tôi biến, để tôi biến." Chàng ngốc lắc đầu mấy cái, hô biến. Quả nhiên biến ra một đứa bé gái, chỉ có điều là cái bụng hơi to, mặt mũi xấu xí. Ngộ Không nói, "Biến nữa, biến ra cho giống bé gái này." Bát Giới nói, "Tôi biến không được, chỉ vì sợ anh đánh mà biến thôi." ngộ không thấy chàng ngốc ấy quả thật là không biết biến hóa, bèn thổi một hơi tiên khí vào người bát giới, bát giới lắc người biến lại, lần này giống hệt bé gái. Bát giới nói, không biết con yêu quái ấy ăn đồng nam trước hay đồng nữ trước nhỉ? Cụ già nói, mọi năm khi tế lễ, có người to gan trong chúng tôi chui vào nấp đằng sau miếu hoặc nấp dưới gậm bàn, thấy nó ăn đồng nam trước, ăn đồng nữ sau. Bát giới nói, thế thì may quá, may quá. Anh em trần trừng vội vàng giấu kỹ các đứa trẻ rồi sau đó mở cửa lớn, gọi người nhà ra khiêng mộ không, bát giới đi, rồi đi theo đằng sau, khóc lóc kêu than giả bộ thương tâm lắm. Bọn họ khiêng đồ cúng tế cùng hành giả, bát giới tới bày trong miếu linh cảm. Hai đứa trẻ được đặt lên trên cùng. Hành giả ngoảnh đầu nhìn thấy, trên bàn thờ bày hương hoa đèn nến chính giữa đặt một cỗ bài vị chữ vàng. Trên có dòng chữ, thần linh cảm đại vương, ngoài ra không có một tượng thần nào khác. Mọi người bày biện xong xuôi, đoạn quay mặt vào miếu dập đầu khấn rằng, tâu đại vương tế chủ trần gia trang là trần trừng cùng mọi người lớn bé già trẻ kính tuân lệ thường xin hiến một bé trai tên là trần quan bảo một bé gái tên là nhất xứng kim cùng lợn dê rượu đủ số dân đại vương hưởng dùng để phù hộ cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt khấn xong đốt vàng mã rồi ai về nhà nấy bát giới thấy mọi người về rồi bè nói với hành giả chúng mình cũng về nhà thôi hành giả hỏi về đâu bát giới đáp về nhà cụ trần ngủ hành giả nói chú ngốc lại nói lăng nhăng rồi đã nhận lời với người ta phải làm cho người ta vừa ý mới phải chứ bát giới nói anh ngốc thì có chứ tôi đâu có ngốc chỉ lừa họ làm trò chơi chứ tại sao lại đi hiến mình làm lễ cho họ thật sự thế này hành giả nói giúp người phải giúp đến cùng nhất định phải đợi đại vương kia đến ăn thịt nếu không chẳng hóa gieo tai vạ cho họ thành ra không tốt trong lúc hai người đang nói chuyện trên lưng chừng trời có tiếng gió vi vu ngộ không nói yêu quái tới đó im lặng ngay vừa nói xong thì con yêu quái đã bước tới cửa miếu nó bước lên đại điện rồi nói năm nay nhà nào tế lễ đồng nam đồng nữ tên là gì ngộ không đáp thưa ngài là nhà trần trừng trần thanh trong thôn ạ đồng nam tên là trần quan bảo đồng nữ tên là nhất xứng kim con yêu giật mình nghĩ bụng những năm trước mình vừa mới tới trẻ con đã sợ chết ngất năm nay sao hai đứa nhỏ này lại lớn mật đến thế nó bèn quát to mọi năm ta ăn thịt đồng nam trước năm nay ta lại muốn ăn thịt đứa đồng nữ trước Nói xong, giơ tay định túm lấy bát giới. Chú ngốc không nhịn được nữa, nhảy xuống, hiện nguyên hình rút đinh ba bổ vào con yêu quái. Nhát bổ ấy trúng ngay vào cánh tay con yêu, nó kêu lên một tiếng rồi nhảy lên không trung chạy mất. Hành giả cũng hiện nguyên hình chạy tới xem, bát giới nhặt lấy mảnh vụn bổ được, thì ra là hai cái vảy cá. Hành giả quát lớn, đuổi theo. Hai người nhảy lên không trung. Yêu quái do đi ăn lễ nên không mang theo binh khí, tay không đứng trên đám mây hỏi, các ngươi là hòa thượng phương nào mà dám đến phá hương hỏa của ta? Hành giả quát, yêu quái khốn kiếp kia không biết à? Chúng ta là đồ đệ của thánh tăng nước đại đường là đường tăng, đến bắt đồ yêu quái khốn kiếp nhà ngươi đây. Yêu quái nghe nói, liền bỏ chạy ngay, bị bát giới bổ cho một phát đinh ba nữa, nhưng không trúng, bèn biến thành một trận cuồng phong, chui biến xuống sông thông thiên. Ngộ không cùng bát giới trở về, kể lại cho sư phụ và anh em trần trừng nghe. Hai ông cụ rất vui mừng, vội dọn giường chiếu mời thầy trò họ đi nghỉ lại nói chuyện con yêu trốn về, trong lòng rất buồn phiền. Các loài thủy tộc đến hỏi thăm, đại vương hàng năm đi hưởng tế trở về đều rất vui vẻ, năm nay sao lại có vẻ buồn. Con yêu kể lại chuyện bị ngộ không, bát giới đuổi đánh, rồi nói, hai vị hòa thượng ấy tự xưng là đồ đệ của đường tăng. Ta nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, không ngờ đồ đệ của y lợi hại thế, muốn bắt đường tăng nhưng sợ không làm nổi. Bấy giờ trong đám thủy tộc có một mụ cá rô tiến lên hiến kế, đại vương chỉ cần hóa phép cho tuyết xuống, làm cho nước sông đóng băng. Đường tăng nhất định sẽ đi trên băng qua sông. Lúc bấy giờ ta sẽ làm cho băng vỡ ra, là bắt được y con yêu mừng lắm. Hứa sau khi thành công sẽ cùng bà cá rô kết làm anh em. Con yêu lập tức đi lên mặt nước làm phép. Trong chốc lát trời đất tối om, cuồng phong thổi ảo ảo, hoa tuyết rơi là tả xuống nửa ngày trời. Lại nói chuyện bốn thầy trò nghỉ ở nhà cụ Trần. Lúc trời sắp sáng, bỗng thấy chăn gối lạnh lùng, bát dưới rét run cầm cập không ngủ được, cất tiếng gọi: sư huynh ơi, lạnh quá. Hành giả nói, đồ ngốc kia chẳng có chí lớn, người xuất ra nóng lạnh, không phạm được, tại sao còn sợ lạnh? Thầy trò Đường Tăng không ngủ được, choàng cả dậy mặc quần áo, rồi mở cửa ra nhìn, thấy cảnh vật bên ngoài nhuộm một màu trắng xóa. Hành giả nói, thảo nào mọi người kêu rét, tuyết xuống dày thế kia cơ mà. Tuyết càng lúc càng xuống nhiều. Đường Tăng thấy trời thu mà có tuyết rơi, cũng hơi lấy làm lạ. Trần Thanh nói, ở đây khác với Đông thổ, hàng năm cứ đến tháng 8 là có tuyết rơi. Tuyết rơi liên tiếp 3 ngày rồi cũng tạnh, đã có người đi lại. Đến ngày thứ 4, cụ Trần sai quét dọn vườn hoa, đốt thêm củi sưởi vào chậu lớn, mời thầy trò vào vườn hoa. Mọi người ngắm nghĩa giờ lâu, rồi vào ngồi chơi trong động tuyết, trò chuyện việc đi lấy kinh cùng với mấy ông già hàng xóm. Một lát, trời đã tối sẫm, cụ Trần lại mời thầy trò về nhà trên ăn cơm tối. Bỗng nghe thấy có tiếng người ngoài phố nói, trời lạnh quá đến nỗi nước sông Thông Thiên Đông cứng lại rồi. Cụ Trần nói, thời tiết bất chợt trở chợ lạnh chắc chỉ những chỗ nông gần bờ đóng băng thôi người đi đường nói tám trăm dặm đều đóng băng phẳng lì như mặt gương có người đi lại ngoài sông kia kìa sớm hôm sau tam tạng ra trước cửa ngẩng mặt lên trời lạnh khấn kính xin các vị đại thần hộ giá đệ tử một lòng sang tây lòng thành bái phật trải bao sông núi không lời oán thán hôm nay tới đây được hoàng thiên phù hộ làm sông đóng băng đệ tử chân thành cảm tạ khi nào lấy kinh trở về xin tâu với vua đường hết lòng báo đáp khấn xong, bèn sai ngộ tĩnh đỡ lên ngựa, để nhân lúc nước sông đóng băng vượt qua. Cụ Trần nói, ngài đừng vội, đợi mấy hôm nữa cho tuyết chảy băng tan, tôi sẽ tìm thuyền đưa ngài sang. Sa Tăng nói, đi ngay cũng không phải, ở lại cũng không nên, lời nói không có bằng cứ, chăm nghe không bằng một thấy. Con đỡ sư phụ lên ngựa, mời sư phụ đích thân đến tận nơi xem sao. Nói rồi bốn thầy trò tới thẳng bờ sông xem xét. Tam tạng cùng mọi người đến bên bờ sông rừng ngựa quan sát, thấy đúng là trên sông có người đi lại. Bát giới nói, đợi tôi dùng đinh ba bổ xuống xem, nếu quả thực bổ xuống không vỡ thì có thể đi qua được. Chàng ngốc chạy lên phía trước, hai tay cầm chiếc đinh ba giơ lên, bổ xuống thật mạnh, một tiếng chát vang lên, bắn tung tóe về mảnh nhỏ trắng xóa. Bát giới cánh tay đau ê ẩm, bèn cười nói, đi được, đi được, đóng cứng đến tận đáy sông rồi. Thầy trò đường tăng sông phá giá lạnh buốt xương, đạp lên mặt băng đi về hướng bên kia sông. Lại nói chuyện yêu quái từ lúc quay về thủy phủ, dẫn bọn yêu tinh rình dưới đáy băng, khi thấy thầy trò đường tăng đi tới gần, nó bèn niềm chú ngay lập tức. Ùm một tiếng, lớp băng vỡ ra. Ngộ không nhanh mắt, vội nhảy lên không, còn ba anh kia và con bạch mã đều chìm xuống nước. Yêu quái trói nghiến tam tạng, dẫn bọn tiểu yêu về thủy phủ. Lại nói chuyện bắt giới, sa tăng rơi xuống nước, may vì giỏi nghề bơi lội, bèn lặn xuống mò hành lý, dắt bạch mã rẽ nước lên bờ. Ba anh em trở về Trần Gia Trang. Hai ông già được tin, lật đật ra đón. Thấy không có đường tăng, vội hỏi, Sao không thấy quý sư phụ?" Bát Giới nói, "Thầy tôi chìm xuống đáy sông rồi." Hai ông già than khóc. Ngộ Không khuyên giải rằng, "Các ngài đừng có lo, sư phụ chúng tôi bị yêu quái dùng kế bắt đi, để chúng tôi thay quần áo, cơm nước xong xuôi sẽ đi rước ông về." Ba anh em ăn một bữa no nê, cầm binh khí, cáo từ hai ông cụ rồi đi tới Thông Thiên Hà. Đến bờ sông, Ngộ Không bảo, "Muốn xuống biển xuống sông, tôi phải bắt quyết tị thủy, hoặc là biến thành cua cá, mới có thể đi được." hai chú thạo sông nước, vậy các chú xuống đó ra tay, tôi ở đây đợi các chú. Bát giới nghĩ bụng, con khỉ này, phải kéo hắn cùng đi mới được. Bèn nói, anh ơi, ta cùng đi cả, tôi cõng anh. Nói thế xong, sa tăng đi trước, bát giới cõng ngộ không, cùng nhau chui xuống nước. Ba người nhằm hướng đáy nước, đi được khoảng hơn 100 dặm, chú ngốc bèn định chơi sỏ hành giả. Biết ý, hành giả bèn nhổ một sợi lông biến thành hành giả ngồi trên lưng bát giới, còn chân thân biến thành một con giận to bám chặt vào mang tay bát giới. Đang đi, bát gới trượt chân ngã đánh quỵch rồi thừa cơ quật hành giả một phát bắn về đằng trước hành giả vốn do sợi lông biến thành bay vèo đi mất tâm mất dạng sa tăng nói nhị sư huynh anh dở trò gì thế không đi cho cẩn thận bị ngã lăn ra bùn bắn đại sư huynh đi đằng nào mất rồi bát giới nói con khỉ ấy không chịu được ngã vừa mới ngã đã ngoẻo đâu rồi chú ạ à, mặc kệ hắn chết hay sống tôi với chú ta đi tìm sư phụ thôi hành giả bám bên mang tay bát giới quát lớn ngộ tĩnh lão tôn ở đây Sa tăng nghe tiếng, cười nói, thôi, chú ngốc chết rồi, bát giới sợ quá, quỳ xuống bùn dập đầu nói, sư huynh ơi, đúng là em không phải, chờ khi nào cứu được sư phụ, lên bờ em sẽ tạ tội. Sư huynh nói ở đâu làm em sợ chết khiếp, xin mời sư huynh hiện lại nguyên hình, em sẽ cõng sư huynh, từ giày không dám gây sự nữa đâu. Hành giả nói, nếu chú cõng tôi, tôi sẽ không trêu chú nữa. Chúng ta đi mau lên, chú ngốc lúng ta lúng túng, tạ tội luôn mồm, rồi bò dậy cõng hành giả tiếp tục đi. Ba anh em tìm kiếm một hồi lâu mới phát hiện một tòa thủy phủ dưới đáy sông, cửa hé mở, phía trên có để bốn chữ lớn, thủy nguyên chi phủ. Sau khi bàn bạc, cả ba để ngộ không đi trước nghe ngóng động tĩnh. Đại thánh lắc mình một cái, biến thành một con tôm cái chân dài, nhảy lọt vào trong thủy phủ. Vào trong, ngộ không thấy yêu quái ngồi ở trên, các loài thủy tộc đứng thành hàng ở hai bên, mụ cá rô ngồi bên cạnh, tất cả đang bàn chuyện ăn thịt đường tăng. Hành giả để ý hai bên không thấy đường tăng đâu bỗng thấy một tôm bà đi thẳng tới hành lang phía tây rồi đứng lại. hành giả bèn nhảy tới trước mặt cất tiếng: thưa mẹ, đại vương đang cùng mọi người bàn chuyện ăn thịt đường tăng. vậy đường tăng đang ở đâu ạ? tôm bà nói: đường tăng bị đại vương bắt giải về nhốt trong chiếc hòm đá để ở hậu cung, đợi ngày mai, nếu lũ đổ đệ không tới làm dày già thì sẽ cho tấu nhạc ăn thịt. hành giả nghe nói, vờ vịt một lúc, rồi tìm đến thẳng hậu cung xem xét, thấy quả có một cái hòm đá, giống như chiếc quan tài đá, bên nằm phục ở trên nghe ngóng thấy tiếng tam tạng khóc rưng rức bên trong. Hành giả không nhịn được, cất tiếng gọi, sư phụ cứ yên lòng, chờ chúng con bắt được yêu quái, tự khắc sư phụ thoát nạn. Hành giả lại trở ra ngoài thủy phủ, hiện nguyên hình, nói với bát giới và sa tăng, đúng là yêu quái lừa bắt sư phụ. Sư phụ chưa việc gì, chỉ bị yêu quái nhốt vào trong hòm đá, hai chú mau đến khiêu chiến. Tôi tạm ra khỏi mặt nước, nếu hai chú bắt được nó thì thôi. Bằng không cứ giả thua, nhử nó lên bờ để tôi đánh hành giả bắt quyết tị thủy chui ra khỏi làn nước, đứng đợi ở trên bờ. Chứ bát giới hung hãn, xông đến trước cửa, lớn tiếng quát, đồ yêu quái khốn kiếp, mang trả sư phụ ta ngay. Bọn tiểu yêu bên trong cửa sợ quá, vội vàng vò báo. Con yêu quái vội nai nịt gọn gàng, tay cầm chùy đồng, ra nghinh chiến. Theo sau có hơn 100 tiểu yêu, tên nào cũng mang dao mua giáo, dàn thành trận thế. Yêu quái nói, hòa thượng kia, ta không đến tìm ngươi thì thôi, sao ngươi lại đến tìm ta? Bát giới quát, Yêu quái khốn kiếp, hãy mau mau trả sư phụ cho ta thì ta bỏ qua. Nếu không, ta quyết không tha cho ngươi." Yêu quái nghe xong, cười nhạt, nói: "Hôm ấy ta đi dự hội, không mang theo binh khí, lỡ bị nhà ngươi đánh trúng. Hôm nay ta với nhà ngươi giao chiến ba hiệp, ngươi thắng được ta thì ta trả sư phụ cho. Bằng không, ta ăn thịt nốt cả nhà ngươi." Bát Giới nói, chờ lắm lời, "Coi đinh ba của ta đây." Yêu quái vung chùy đồng nện xuống đầu Bát Giới. Bát Giới giơ cây đinh ba gạt ra hai người đánh nhau kịch liệt. Sa Tăng đứng xem, thấy con yêu rất lợi hại, bát giới đã thở hồng hộc, luống cuống tay chân, bèn múa bảo trượng sông vào trợ chiến. Ba người đánh nhau rất lâu, vẫn chưa phân thắng bại. Bát giới biết không thắng được nó, bèn nháy mắt ra hiệu chấm Sa Tăng hiểu ý, cùng với bát giới giả vờ thua, kéo lê binh khí, xoay người bỏ chạy. Ngộ không đứng ở trên bờ, mắt nhìn xuống sông không chớp, chợt thấy sóng cuồn cuộn nổi, bát giới ở dưới nước chui lên quát to, tới đó, nó tới rồi đó, Sa tăng cũng nhảy lên khỏi mặt nước, yêu quái bám giết theo sau. Ngộ không đợi cho nó đuổi tới gần, liền từ trên mây nhảy xuống, hét to, xem đây. Rồi giáng xuống một gậy thật mạnh. Yêu quái né mình tránh, vung cây chùy đồng lên gạt ra. Hai người một ở dưới nước, một ở trên không, đánh nhau kịch liệt. Đánh nhau chừng ba hiệp, yêu quái đỡ không nổi. Bèn đánh dưới một chùy, rồi hóa thành một trận cuồng phong, trốn xuống nước. Ngộ không thấy thế vội hét to, bát giới, sa tăng, hai chú mau đuổi theo bát giới và sa tăng lập tức nhào xuống sông, đuổi theo yêu quái. Yêu quái chạy về cung, mụ cá rô hỏi rõ đầu đuôi, sợ hãi trợn mắt há miệng, mãi mới thở hổn hển đem xuất thân của ngộ không kể cho yêu quái, bảo rằng đó chính là tề thiên đại thánh đại náo thiên cung 500 năm trước đó. May mà ngài chạy kịp, đánh nữa thì tính mạng khó toàn. Yêu quái biết tôn ngộ không lợi hại, vội vàng sai các loài thủy tộc khóa chặt cửa lớn, dùng bùn cát đất đá lấp kín trong cửa. Bát giới và sa tăng đến chửi mắng phá cửa lần nữa, yêu quái chỉ mặc kệ. Bát giới và sa tăng phá cửa một hồi không được, đành trở về kể với ngộ không. Ngộ không căn dặn hai người bọn họ cẩn thận tuần tra ở bờ sông, còn mình thì tung người nhảy lên mây, đến núi phổ đà ở Nam Hải tìm quan âm Bồ Tát để hỏi. Ngộ không dùng cân đầu vân, khoảnh khắc đã đến lạc giả ở Nam Hải, vừa mới hạ mây xuống thì có thiện tài đồng tử tươi cười ra đón, bảo rằng, đại thánh, Bồ Tát biết hôm nay đại thánh thể nào cũng đến, nên dặn dò chúng tôi tiếp đại thánh ở đây, không được đưa vào gặp. Xin mời đại thánh tạm ngồi chơi ở đây một lát, đợi Bồ Tát về. Hành giả tính nóng đâu có chịu đợi, lập tức ướn người đi luôn. Vào đến rừng trúc, chỉ thấy Bồ Tát đầu không trải, mặt không trang điểm, chỉ khoác mỗi cái áo ngắn, ngồi trong rừng trúc tía vót trúc đan giỏ. Hành giả thấy vậy, không nhịn nổi, cất tiếng gọi lớn, thưa Bồ Tát, đệ tử tôn ngộ không một lòng kính chào. Bồ Tát bảo, hãy đứng đợi ở bên ngoài, hành giả dập đầu nói thưa bồ tát sư phụ con gặp nạn con đến muốn hỏi rõ gốc tích con yêu quái ở sông thông thiên bồ tát nói nhà ngươi cứ ra ngoài lát nữa ta ra hành giả chẳng dám trái lời đành bước ra ngoài rừng trúc chẳng bao lâu ngộ không thấy bồ tát xách một cái làn che tía đi ra không đợi ngộ không nói bồ tát lên tiếng ngộ không ta đã biết cả bây giờ ta cùng nhà ngươi đi cứu đường tăng ngộ không vội vàng bái tạ trong giây lát hai người đã tới sông thông thiên bát giới, sa tăng thấy vậy nói, sư huynh nóng nảy, không biết làm ầm ý gì ở Nam Hải đến nỗi Bồ Tát, chưa kịp ăn mặc chỉnh tề mà đã bị bắt ép đi luôn như thế kia. Vừa dứt lời, hai người đã tới bờ sông. Bát giới, sa tăng cúi lạy, nói, kính chào Bồ Tát. Bồ Tát bèn cởi một sợi tơ thắt áo buộc chặt vào chiếc làn, đoạn cầm lấy sợi tơ, đứng trên bờ thả xuống dòng sông, cho chiếc làn dừng lại chỗ thượng lưu, niệm niệm thần chú. Niệm đúng bảy lần, bồ tát bèn nhấc chiếc làn lên thấy trong làn có một con cá vàng vẩy sáng lấp lánh mắt vẫn nhấp nháy đuôi vẫn ngoe nguẩy bồ tát gọi ngộ không mau xuống sông cứu sư phụ hành giả nói chưa bắt được yêu quái cứu làm sao được sư phụ bồ tát nói ở trong làn kia kìa bồ tát và sa tăng cúi lạnh hỏi con cá kia mà lợi hại thế cơ ạ bồ tát nói nó vốn là con cá vàng được nuôi lớn trong ao sen của ta hàng ngày nhô đầu nghe kinh tu thành chính quả chiếc chùy đồng chính ngạnh kia là một cành hoa sen chưa nở được nó tu luyện thành binh khí, rồi chẳng biết hôm nào, theo thủy triều dâng lên bơi đến nơi này. Sáng nay ta tựa lan can thưởng hoa, không thấy nó nhô đầu lên lại, ta bèn bấm tay bắt độn biết hắn đã thành tinh ở đây, hãm hại sư phụ các ngươi. Bởi vậy ta chẳng kịp điểm trang, vận thần công đan chiếc làn này bắt nó. Hành giả nói, thưa Bồ Tát, đã như vậy, xin Bồ Tát chờ một lát, để chúng con đi gọi thiện nam tín nữ ở Trần Gia Trang, tới ngưỡng vọng kim nhan Bồ Tát, một là tỏ lòng biết ơn Bồ Tát, hai là cho họ biết rõ việc hàng yêu, để người phàm tin tưởng cùng trời. Bồ Tát nói, thôi được, nhà ngươi đi gọi mau lên. Bát giới và sa tăng cùng chạy như bay về trước xóm, cất cao giọng gọi, mời mọi người đến xem quan âm Bồ Tát sống, đến xem quan âm Bồ Tát sống. Già trẻ trai gái cả xóm ùa cả ra phía bờ sông, chẳng kể bùn lầy, quỳ cả xuống, dập đầu lễ bái, trong đám người có mấy người thợ vẽ giỏi, vẽ bức truyền thần. Đó chính là bức quan âm hiện thân sách làn cá hay còn gọi là ngư lam quán âm. Xong xuôi, Bồ Tát quay trở về Nam Hải. Bồ Tát và Sa Tăng dễ nước, tới thẳng tòa thủy nguyên tìm sư phụ, thấy bao nhiêu thủy quái, ngư tinh đều chết nát cả. Hai người bèn ra phía hậu cung mở nắp hòm đá, cõng đường tăng, bơi lên khỏi mặt nước, ra mắt mọi người. Anh em Trần Thanh cúi đầu lạy tạ nói, tại ngài không nghe lời khuyên của chúng tôi, nên mới khổ như vậy. Hành giả nói, thôi, không cần nói nữa. Mọi người ở đây từ sang năm trở đi không phải cúng tế gì cả, yêu quái đã bị bắt vĩnh viễn không gây hại được nữa bây giờ phiền cụ trần tìm giúp cho một chiếc thuyền đưa chúng tôi qua sông trần thanh nghe nói bèn sai sẻ gỗ đóng thuyền mọi người tranh nhau giúp người giúp của làm thuyền mọi người đang bàn tán ầm ý ở bờ sông bỗng nghe thấy dưới sông có tiếng nói lớn tôn đại thánh không phải đóng thuyền làm hao tổn tài sản của chúng dân tôi xin đưa thầy trò qua sông mọi người nghe nói ai nấy sợ hãi người nhút nhát bỏ chạy về nhà người bạo dạn run rẩy ngơ ngác Ngộ không chạy đến bờ sông, thấy một con rùa già ở dưới nước ngoi lên. Ngộ không đang định vung gậy đánh, con rùa già liền nói rằng, đại thánh chớ động thủ, yêu quái cướp xào huyệt của tôi nhiều năm, may mà đại thánh chưa yêu quái, tôi có chỗ an thân, nên tôi đến để tạ ơn. Con rùa già muốn cõng thầy trò đường tăng qua sông. Ngộ không nhận thấy nó có thành ý, liền dẫn sư phụ sư đệ lên, mình thì cởi sợi dây thắt quần bằng gân hổ làm dây cương, buộc vào đầu con rùa đoạn con rùa xoạc rộng bốn chân, bơi trên mặt nước vững vàng như đi trên đất bằng. Mọi người đứng trên bờ sông thắp hương cúi lạy, lễ bái mãi tới khi không nhìn thấy thầy trò đường tăng nữa mới quay về. Đường tăng cưỡi rùa giả mất một ngày vượt qua sông Thông Thiên rộng 800 dặm, chân tay khô giáo bước lên bờ. Ben chắp tay tạ ta ơn nói, ta làm phiền rùa quá, chẳng có qua gì biếu, khi nào lấy được kinh trở về ta sẽ hậu tạ. Rùa giả nói, không dám phiền sư phụ biếu gì, nghe nói Phật tổ bên phương Tây bất sinh bất diệt, biết hết mọi chuyện quá khứ tương lai tôi ở nơi đây, dốc lòng tu hành đã hơn 1.300 năm, tuy thân nhẹ sống lâu, nói được tiếng người, nhưng vẫn chưa lột được sắc cũ. Muốn lần nhờ sư phụ đến phương Tây gặp Phật tổ hỏi dùng hộ một tiếng, rằng bao giờ tôi chút được sắc cũ, thành được thân người. Tam tạng nhân lời, nói, được, ta sẽ hỏi cho, ta sẽ hỏi cho. Lúc ấy rùa mới lặn xuống sông. Hành giả đỡ đường tăng lên ngựa, bát dưới gánh hành lý, xa tăng hầu bên cạnh. Thầy trò tìm ra đường lớn thẳng bước sang Tây.